Chào tất cả các bạn, mình tên là Đoàn An. Con đường đến với thời trang của mình thì nó rất là tình cờ thôi. Đó là từ hồi mà mình còn học cấp 3 ở trường thì có một cô bạn thân đã rủ mình tham gia một chương trình thời trang ở trên báo mạng. Thì từ đấy các anh chị stylist và các chủ shop thời trang đã biết đến mình và mọi người đã book mình để đi chụp hình cho các tạp chí, cho các shop thời trang khác. Và dần hơn thế nữa, lúc mà mình tiếp xúc với thời trang nhiều hơn thì mình lại rất là muốn thử cái năng lực của mình đối với công việc một stylist. Thì mình đã hợp tác với các báo, các tạp chí để thực hiện những cái bộ hình thời trang. Cái con đường mà tìm đến cái phong cách thời trang của mình nó cũng khá là vất vả. Cái hồi đầu lúc mà mình còn khá là trẻ con thì mình rất là thích những cái phong cách kiểu dạng như là color block hay là squat một chút. Nhưng mà dần khi mình trải nghiệm những cái phong cách đấy thì mình cảm thấy thực sự nó không được phù hợp với bản thân và nó không phải là chính mình. Thì sau một khoảng thời gian cố gắng và nỗ lực tìm kiếm thì cái phong cách hiện giờ của mình nó phản ánh đúng cái thương hiệu thời trang mà mình đang sở hữu. Đó là một phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, phóng khoáng và bay bổng. Cái thời điểm mà mình bắt đầu quan tâm đến cái phong cách thời trang của mình đó là khi mà mình bắt đầu làm model và làm stylist. Lúc đó thì mình để ý hơn đến rất là nhiều đến cái vẻ bề ngoài, không những chỉ là quần áo mặc hàng ngày mà còn đến phong cách trang điểm hay là đầu tóc các thứ nữa. Thì đó là khoảng thời gian mà mình đã bắt đầu quan tâm và chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình rồi. Cái khoảng thời gian xây dựng cái phong cách của mình thì nó cũng là một khoảng thời gian khá là dài. Trong cái việc mà mình loay hoay tìm kiếm, mình rất là thử rất là nhiều những cái phong cách. Nhưng mà tuy nhiên đến khi mà mở cái thương hiệu thời trang thì mỗi một cái thương hiệu thời trang nó đều phải có một cái phong cách riêng. Nó mang được cái dấu ấn của cái thương hiệu đó. Không thể nào một cái thương hiệu thời trang mà nó có quá nhiều cái phong cách lẫn lộn trong đó được. Khi đã chắt lọc và lựa chọn những cái tính cách nó phù hợp nhất, mình đã tìm kiếm được cái phong cách thời trang cho riêng mình và cho thương hiệu của mình. Mỗi khi lựa chọn một cái set đồ thì đối với nhiều người khác, có nhiều người thì họ lại thích sử dụng những cái sản phẩm basic hơn một chút. Và sau đấy cái điểm nhấn của họ thì là những cái phụ kiện như là túi xách hoặc là khuyên tai. Thế nhưng mà đối với An thì cái mà An thích ở đây là An thích những cái điểm nhấn ở trên những cái bộ trang phục của mình. Có thể là những cái họa tiết thêu đính, có thể là những cái đường cắt out hay là những cái họa tiết gen. An thường thích những cái bộ trang phục mà nó đã có cái điểm nhấn trên đó rồi. Và phụ kiện nó cũng không là một cái thiếu, mà mình sẽ sử dụng phụ kiện chỉ là thêm là những cái điểm nhấn cho cái bộ trang phục của mình thôi. Nhưng mà cái yếu tố trang phục cần có điểm nhấn, đấy là cái điều quan trọng nhất khi mà mình lựa chọn trang phục. Tất nhiên là các bạn sẽ có thể là cập nhật những cái xu hướng thời trang trên thế giới bây giờ. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn nên chắt lọc để lựa chọn những cái xu hướng thời trang nào, một cái phong cách thời trang nào mà khiến các bạn cảm thấy thực sự rất là thoải mái và là chính mình khi mặc những cái bộ trang phục đó. Mình hy vọng là những cái chia sẻ và gợi ý của mình hôm nay sẽ là một phần nào đấy để giúp các bạn có thể lựa chọn được một cái phong cách thời trang hợp nhất đối với chính bản thân các bạn.